Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yubica, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Thật ra mà nói nếu mà mình sinh con ra, mình con của mình thì mình mới biết thương. Còn em là con nuôi, nhất nhất nữa là em mới hồi xưa là ba em không muốn nuôi. Mẹ em mới muốn là người nuôi em, mẹ em mới muốn là người nuôi em. Cho nên là giờ chị hỏi nè, hồi nãy giờ chị đi ra ngoài xong chị có đi vòng vòng chị hỏi thăm dò chút xíu. Dạ. Chị nghe nói là hồi nãy là em đến đây là em không có muốn ghi hình đúng không? Nhưng mà biên tập thuyết phục em lắm em mới ghi hình. Thật ra là em bị trầm cảm từ hồi nhỏ lận. Thời gian nó dài lắm. Em tự tử hai lần. Cái gì? Và ngày hôm nay thì để xem là chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện chia sẻ của một bạn trai và một bạn gái, xem họ chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình như thế nào đến thời điểm này khi ngồi đây chứ quý vị nha. Rồi chào bạn trai. Rồi vui lên nha, vui lên nha. Rồi đợi xíu nè. Rồi chào em gái. Đây bên trái có cái ghế. Trời cô này tự tin nè, bịt mặt mà đi NNN luôn. Rồi mở mặt nạ ra đi hai bạn. Rồi mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường. Xin được tự giới thiệu, em tên là Mạnh. Mạnh. Dạ họ tên đầy đủ là Lê Văn Mạnh. Lê Văn Mạnh. Dạ. Quê là Hoa Linh Quế, Thanh Hóa. Dạ em vào đây làm giáo viên ạ. Giáo viên dạy gì? Dạ em dạy môn ngữ văn, cấp trung học cơ sở cấp 2 ạ. Chà, vậy thì văn là chắc cũng lãng mạn lắm ha. Hoa mỹ ha. Có không con? Dạ cũng lâu lâu cũng có một. Đó giờ có yêu học trò không? Lúc mà 2012 em thực tập ở trường cấp 3. À là cũng có thích học trò. Học trò thích. Học trò thích thầy. Dạ, dạ. Mấy thầy dạy văn hay được học trò thích lắm. Hồi xưa chị đi học lớp 9 á, lớp 10 là chị yêu thầy dạy văn của chị. Dạ. Thầy cũng thích chị nữa mà không thành. Dạ. Hồi đó chị yêu ông thầy đó, thật ra không phải thầy dạy chính thức, cũng ông thầy đó thực tập. Dạ. Hiểu không? Nghĩa là lúc đó chị học lớp 10 thì ông thầy cũng vô thực tập. Thầy lớn hơn trò có 6 tuổi chứ nhiêu. Mê ông thầy lắm. Bây giờ mình vào đây là mình ở đâu Mạnh? Dạ em ở Bình Dương. Rồi, cũng không quá xong nó nổi quá xa. Chào em gái. Dạ em chào chị. Rồi em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngọc Hằng. Dạ em sinh năm 1997. Là chính giới đò thôi nhưng mà thật ra đúng tuổi em là 96. Em hiện đang là nhân viên sale bất động sản. Em làm việc thì ở quận Tân Phú, còn nhà em thì ở Bình Chánh. Bình Chánh. Dạ. Nhà Bình Chánh, ở đây nhà Bình Dương. Giống nhau có chữ Bình. Mình bất động sản ở dưới Bình Dương là nhờ là nhiều lắm á, mốt chuyển gì dưới làm việc được á. Cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em họ là em tự tin, có trách nhiệm công việc, cũng là một dạng học sinh giỏi văn hồi xưa. Wow, có yêu thầy không? Nè, dạ không, hồi xưa em học chỉ có tới hết trung học thôi. Dạ, tại vì mỗi năm em mỗi lên lớp hết chứ em không muốn yêu thầy giáo để ở lại lớp. Trời ơi, phải yêu thầy giáo cùng lên lớp. Thôi vậy điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là đôi khi em cũng hay nhút nhát, hay cái kiểu là hơi vô tâm tí đôi lúc thôi. Dạ, tại vì nếu mà cuộc sống của em thì em không có kiểu là không có tập trung nhiều người được. Giống như trong chỉ có bao nhiêu đó người thì quay quanh bao nhiêu đó thôi. Chứ nhiều khi em ít có quan tâm người nhà em, thậm chí là em với mẹ em có cái khoảng cách riêng á. Tại vì mẹ em là mẹ sinh ra là mẹ đã cho em một gia đình khác rồi. Cho nên em không có ở với gia đình được em. Là hồi xưa là gia đình em khó khăn á, cho nên là cho em vào một gia đình khác. Rồi bây giờ là em sống với ba mẹ nuôi. Hiện giờ vẫn sống với ba mẹ nuôi? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ vẫn đã gặp lại ba mẹ ruột? Em biết, nhưng mà tại vì giống như là vừa rồi em có tiền á thì em có cho mẹ giúp đỡ phần thôi, chứ thật ra em với mẹ không có tình cảm mẹ con cho nên không có ở nhau được. Mình là đông anh chị em không? Nhà em thì tới 5 người, nhưng mà em qua bên nhà mẹ nuôi em á thì chỉ có một mình em là con gái một. Ba mẹ nuôi là không có con? Dạ đúng rồi. Rồi một hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt ha. Dạ. Sao thầy? Thầy nghe hoàn cảnh cô ấy thầy thấy sao thầy? Có chút nào đó gọi là đồng cảm. Còn mình thì sao? Tính cách của thầy thì như thế nào? Điểm mạnh em thì tính cách của em thì được mọi người nhận xét là hiền, rồi biết công việc nội trợ gia đình,
Thời điểm yếu thì gọi là biết quên rụt rè, tiếp đám đông thì cũng chưa có tự tin cho lắm. Mặc dù là đi dạy nhưng mà cái môi trường giáo dục thì là học trò thì đấy quen. Cái môi trường đám đông ấy nó cũng đôi khi cũng ngại ngại. Vợ con thì nhiều khi nó lận đận rồi cũng... Cái gì vợ con lận đận? Sao tình trường sao mà vợ con lận đận? Nhân xong một thời gian thì cũng được 2-3 năm xong thì cái hoàn cảnh sống nó không phù hợp. Hai là người miền Bắc, miền Nam thì cái phong tục thì cũng hiểu nhau lắm. Thành thử ra chia tay. Vợ chồng em chia tay. Có cháu nào chưa? Dạ, em có một cháu gái năm nay học lớp 1 ở với mẹ. Vẫn qua lại, vẫn gọi là tình cảm ba con vẫn bình thường. Thì cái là em ít khi đụng chạm với bên nhà ngoại. Cho con về chơi ngày buổi ngày hoặc 2 ngày gì đó là trả lại thôi. Rồi cổ có gia đình mới chưa? Em nghe nói là cũng sắp có rồi. Dạ. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là lý do gì mà ly hôn khi mình có con rồi? Tại sao ly hôn cái chính là cái gì? Nguyên nhân chính là vì con gái mình nào thích lấy chồng thì dễ. Ở rể cũng tốt mà. Quyền hạn của mình nó không có. Quyền hạn của mình nó không có. Với lại thứ hai không có quyền gọi là quyết định bất cứ một cái gì trong cuộc sống. Vậy là lúc đó là có ở rể hả? Để em ở rể tới khi ly hôn luôn. À, ở rể tới khi ly hôn luôn. Rồi, chị hiểu rồi. Sao? Mình có ý định bắt rể không? Dạ, cái việc mà bắt rễ hay không á thì là vẫn là lựa chọn của hai người khi mà tiến đến hôn nhân. Với lại ba em cũng hiểu được cái chuyện là khi sinh con ra con gái hay là con trai cũng vậy, mà con gái chắc chắn là con người ta rồi. Trời, thích cái cô này ghê á. Tôi chịu cái kiểu nói chuyện của cô này là được nè. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nghe ảnh kể đó là ở rể là không có được cái quyền quyết định trong nhà rồi này kia, thì em thấy sao về câu chuyện ảnh kể? Dạ không, đối với em với lại gia đình em luôn, thật sự mà nói á, người đàn ông ở trong nhà có tiếng nói lắm. Ba em thậm chí rất là bên con rể. Vừa rồi em ở với chồng trước của em đó là anh ở nhà em ở rể đó, nhưng mà do ảnh đánh em trong nhà luôn, thậm chí ba em cũng chả nói gì. Trời đất ơi, ông rể nào mà sang quá vậy, ở nhà vợ mà đánh vợ luôn hả? Thì đó, thì em mới nói là em thấy là quá đáng quá nên thôi nghỉ. Quá đáng quá nên thôi nghỉ không à, ngưng luôn. Rồi giờ con thì em là người nuôi. Trời đất ơi, rồi ba mà chứng kiến rồi thằng kia quýnh con gái mình rồi cũng thôi luôn hả? Thì tại vì thật ra mà nói, nếu mà mình sinh con ra mình con của mình thì mình mới biết thương, còn em là con nuôi thì nó nhất nữa là em mới hồi xưa là ba em không muốn nuôi, mẹ em mới muốn là người nuôi con, cho nên là gì mà khổ dữ vậy trời ơi. Rồi sao, thôi kể chuyện tình yêu đi. Rồi cái mối hôn nhân đó là bao lâu? 3 năm chị. Bé trai của em 2 tuổi ở với em. Ở với em là ở chung nhà ba mẹ nuôi luôn? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nguyên nhân tại sao chia tay? Thứ nhất ảnh không có chính kiến. Thứ hai đánh vợ, đối với em đàn ông mà đánh phụ nữ vung tay đánh rồi thì một lần sẽ có lần thứ hai, mà thậm chí là ảnh đánh em cũng nhiều lần rồi. Nguyên nhân tại sao đánh? Hai người cãi nhau bất đồng quan điểm, xong rồi cái kiểu là đàn ông mà cãi lê đôi với phụ nữ là em thấy em không chấp nhận được. Thường thường đàn ông mà người ta cãi người ta sẽ bỏ đi, cùng lắm là người ta đập một cái gì đó thôi, còn này vừa đập đồ vừa đánh vợ nữa. Có vũ phu không? Dạ em ghét đó. Em ghét nhất là người đàn ông vũ phu, cứ muốn hơn người phụ nữ. Tại vì em dạy văn nên em cũng có một cái gì đó gọi nhẹ là thiên về gọi là cảm nhận với người phụ nữ xưa, nó cũng khổ nhiều. Ví dụ như nó đến kiều thì cũng là một số phận khổ này. Ở đây Hồ Xuân Hương đấy, nhiều. Nên là người đàn ông mình cũng phải nên rộng lượng, quan tâm. Rồi. Thay cho nó cân bằng cuộc sống. Vì thấy cơ bản hai bạn cũng có những cái sự tương đồng. Tại vì cũng đều gãy đổ, có con cái thì mình dễ dàng hiểu được hoàn cảnh của nhau hơn. Đâu, cho chị coi hình cho em coi nè. Em mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Em không có quan trọng về ngoại hình cho lắm. Nhưng mà chị hỏi giùm em là bạn nam sinh tháng mấy? Trời ơi, bà này bà dụ xong ngư xong đồ đó rành không thầy? Không, thầy em rất là giỏi về cái phần đó. Sinh tháng mấy kìa, cô hỏi kìa. Em tháng 10 ạ. Tháng 10 nếu mà sẽ rơi vào thiên bình hoặc là... Đúng rồi, thiên bình. Nhưng mà chồng cũng em cũng thiên bình. Trời ơi, em dẹp cái cũ em qua bên đi em ơi. Rồi coi đi, trong đó có ảnh á, trong đó có cổ đó, lựa ra không? Cao mét mấy? Cô này hơi cao à? 68. Trời ơi, cao 1m68, thầy cao mét mấy? Em khiêm tốn lắm, 62. Chết cha rồi. Dạ, sao đoán cô đó hay vậy? Cao nhất mà. À, cô cao nhất cơ hàng.
Em nghĩ ông. Sao chọn ông đó? Tại vì theo cái giọng nói với lại em nghĩ vậy thôi. Rồi ví dụ bạn trai lùn hơn mình rồi có vấn đề gì không? À, không. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn vào cửa trái tim nha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra xem cái phần cảm nhận của mình ngày hôm nay có trùng khớp không nha. Xin mời hai bạn. Sao? Đúng không? Đúng không? Đúng. Chọn đúng rồi ha. Yeah. Rất vui là hôm nay được gặp em ngày hôm nay. Hôm mới buổi đầu tiên thì không có gì hơn là, tại vì hôm nay công việc cũng vô vui quá, tặng em bó bông và là chúc em luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp như vườn hoa. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Dạ thầy kêu. Thầy cũng nói chuyện gì cũng có mở bài thân bài kết luận nghe, nói chuyện rất là chỉnh chu. Rồi bây giờ vậy, đâu đâu đứng lên rồi, đứng lên rồi, đứng rồi. Trời ơi cao quá. Sao thầy, thầy có ngại không? Dạ đôi khi cũng ngại. Đôi khi cũng ngại, ngồi xuống đây từ từ. Trời ơi. Có thể dạ. Bề ngoài nó chưa tương xứng nhưng mình trò chuyện một hồi mình thấy nó tâm hồn nó hòa hợp thì sao? Mình đâu biết được ha? Cho nhau thêm một chút thời gian nữa. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn thời gian riêng để ta nói chuyện, tìm hiểu thông tin nhau một chút. Mời các bạn thưởng thức một cái buổi ăn của chương trình. Mời hai bạn thưởng thức món salad tôm kiểu Địa Trung Hải, là sự kết hợp của nhiều loại rau củ tươi xanh, thêm hạt bí rang, bí đỏ và củ dền nướng, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên từ tôm sú. Tất cả được cân chỉnh vừa vặn cùng với nước sốt mù tạt mật ong do các đầu bếp Tasty Kitchen đặc biệt sáng tạo. Và một cái món tráng miệng đó là Nha Đam Pha Lê, là món tráng miệng độc quyền của đầu bếp tài năng Tasty, kết hợp bởi tinh chất Nha Đam và trái cây nhiệt đới, đem đến sự thanh mát này, nhẹ nhàng nè, có tác dụng làm đẹp da, tóc và vóc dáng, thanh nhiệt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Đây là những món ăn rất là ngon và còn bổ dưỡng nữa. Rồi mời hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Xíu nữa chị Tường quay lại liền. Mời hai bạn ngon miệng. Em dùng đi. Dạ, công việc của mình á thì anh đang hiện làm việc ở thành phố hay là anh làm ở Bình Dương luôn? Làm ở Bình Dương. Em cũng sinh ra ở Bình Dương. Mẹ ruột em sinh em ở Bình Dương là ở bên bên Bến Cát. Anh ở Bình Dương hay là công việc chỉ ở đó luôn, hay là anh có khi nào công tác lên Sài Gòn hay như thế nào? Có, vừa rồi cũng đang định chuyển công tác lên Bình Tân. Vậy là anh công tác bên ngành giáo dục được lâu chưa? Cũng được 9 năm rồi. Em thấy anh có vẻ hơi hiền, hơi ít nói hả? Cái hoàn cảnh này thì nhiều khi là mình cũng chưa có tiếp cận được nhiều. Dạ. Thành ra là mình cũng còn gọi là đang còn e thẹn xíu. Trong cái chuyện tình cảm thì mình cũng ít khi mà được gọi là trọn vẹn lắm. Thành thử ra mình không có chia sẻ được. Anh mà cứ hiền gì hoài là em sẽ là người phỏng vấn anh luôn á. Em cứ hỏi để anh trả lời cho. Dạ, vậy là anh chấp nhận làm khách hàng luôn. Em sẽ khai thác thông tin khách hàng luôn ha. Giống như bình thường em sale bất động sản thì em rất là tự tin, em phải nói chuyện thì okay. Được. Dạ. Bên mảng bất động sản thì ở nhà đi, anh trai cũng làm bên mảng bất động sản. Dạ, bữa nay anh lên đây là anh đi một mình hay có đi với ai không? Mình đi một mình. Tại vì cũng mới ở trường ra nên là chạy lên đây luôn. Đang coi thi học kỳ. Tính là mình cũng không muốn quay ghi hình nữa mà tại... Tính... Sao? Không vậy là nói chung là với anh tiêu chí mà một bạn bạn gái hay cũng như là vợ thì của anh á thì là tiêu chí như thế nào? Dạ, với mình thì ít nhiều cũng đã một lần đồ vợ rồi thì cảm nhận mình cũng mong muốn một người gọi là biết chia sẻ, đồng cảm với nhau, chia sẻ nhau vậy thôi. Dạ. Trời sao không ăn nhờ, ngon lắm á. Dạ, được rồi chị. Dạ. Nè. Giờ chị hỏi nè, hồi nãy giờ chị đi ra ngoài xong chị có đi vòng vòng chị hỏi thăm dò chút xíu. Vậy nghe nói là hồi nãy là em đến đây là em không có muốn ghi hình đúng không? Nhưng mà biên tập thuyết phục em lắm em mới ghi hình. Thì có lý do gì không em, hay là em tại sao lúc đầu là muốn đi về không muốn quay và bây giờ cuối cùng đồng ý quay? Ngại đi truyền hình ấy, tại vì mình có cái gì đó gọi là ngại đó. Em ít khi muốn lên mạng xã hội lắm. Vì em cũng gọi là nể cái tinh thần của các anh chị. Mà mình có nghĩ đó là cũng là một cái duyên để gặp Tường, gặp người bạn ở đây. Dạ, tất cả mọi thứ là mình có tin vào duyên số không? Dạ cái đó cũng 50-50 chị ạ. 50-50. Dạ.
Cuộc sống thì quan trọng nhất là hai người vẫn phải hòa hợp với nhau. Nhưng mà quan trọng khi mà mình đã không kết nối với nhau thì thôi. Kết nối mọi thứ mình phải có tinh thần, nói chung phải có đạo đức, mình phải có trách nhiệm. Đúng không? Cái con người mình quan trọng là ở cái đó. Còn những cái bên ngoài đôi lúc nó cũng chưa thật sự quan trọng. Mình muốn hiểu được cái bên trong phải có thời gian. Phải không? Đúng rồi chị. Em quan niệm như thế nào về tình yêu, về cái mái ấm gia đình? Mái ấm gia đình thì thật ra người đàn ông thứ nhất là phải làm được trụ cột, thứ hai phải có được chính kiến, thứ ba là người đó phải thật. Đối với em rất là sợ cái sự lừa dối. Về bản thân em thì em tuổi đời có ngắn, nhưng mà thật sự luôn mà nói thì em cũng đã đi được nhiều nơi rồi, cũng một lần đổ dở rồi, cho nên em nghĩ là em sẽ lựa chọn tốt hơn. Trong cái những cái chặng đường mình đã trải qua thì mình có trải qua một cái biến cố nào trong cuộc đời của mình không? Thật ra là em bị trầm cảm từ hồi nhỏ lắm. Thời gian nó dài lắm. Em tự tử hai lần. Cái gì? Dạ. Sao vậy? Thì nói chung là ai cũng có gia đình để quay về, nhưng mà em thì không có. Cho nên là gia đình không phải là điểm tựa của em, cho nên đôi khi em cũng rất là buồn. Em một lần gần nhất đó là 8 tháng vừa rồi. Trời đất ơi, 8 tháng vừa rồi mà vậy rồi con cả con sao mà lại có ý định như vậy? Thì lúc đó là không biết sao nữa. Nói chung là lúc mà mình trầm cảm mà chị, mình đâu có hiểu được, mình đâu có nhìn được cái vấn đề gì khác đâu. Mình không có nghĩ được cái gì hết. Lúc đó mình chỉ nghĩ là mình không có cái đường suy nghĩ nữa. Thậm chí cái lúc mà chị mà trầm cảm rồi, lúc mà chị muốn tự giận đó, mọi cái việc gì xung quanh mình không hề nghe thấy những cái tiếng khác luôn. Đó, em từng trải qua rồi, cho nên là em cũng từng ngồi lại với bác sĩ tâm lý rồi. À, có đi bác sĩ tâm lý luôn rồi. Dạ có, em có điều trị rồi, nhưng mà thật sự vừa rồi em quay lại công việc bất sản á, chính là nhờ một là trưởng phòng của em, hai là mấy anh chị làm chung. Thì mọi lúc đó em gọi cho khách á, em không biết gọi vô để mà nói cái gì luôn, không biết nói bắt câu chuyện như thế nào. Tại trong trước đó, trước khi sinh em bé em đã làm rồi, em rất là giỏi luôn. Mà đúng rồi, cái em nghỉ một thời gian rồi cái vô lại cái mọi... Vậy là mình trầm cảm sau sinh. Dạ đúng rồi. Em phát hiện ra thì em mới biết là em bị từ hồi bé luôn rồi, chứ không phải là mới đây nữa. Nhưng mà do là tại vì mình sống mà mình không biết thôi. Thật ra bây giờ chị nghe câu chuyện của hai bạn, nhưng đặc biệt là câu chuyện của bạn nữ, để cho chị nói về cái cảm xúc của chị trước. Chị rất là đồng cảm với em, nhưng mà em nghĩ mọi thứ thoáng hơn. Với bác sĩ tâm lý là một. Thật sự bản thân chị cũng bị stress nè. Dạ đúng rồi. Chị là cũng bị stress và trầm cảm. Tại thật sự mọi người không biết cho chị áp lực rất là nhiều thứ. Dạ đúng rồi, diễn viên mà. Có rất là nhiều người kêu chị đi bác sĩ tâm lý đi, nhưng bản thân chị lại nghĩ vấn đề bản thân mình có muốn thay đổi bản thân không. Chứ khi mà mình đã trong đầu mình đã có cố chấp, mình suy nghĩ mình không muốn thay đổi thì có bác sĩ tâm lý nói cỡ nào mình cũng không có nghe. Với lại chị luôn luôn nghĩ, nhiều khi vô rồi mình ngồi mình cãi tay đôi với bác sĩ tâm lý nữa. Mình cũng là một người ăn nói lưu loát, có trình độ, có sự hiểu biết, đi đây đó nhiều, thì liệu bác sĩ tâm lý nào sẽ tư vấn được cho mình để mình nghe? Cho nên cái đi bác sĩ tâm lý là đúng, để mình điều trị theo, nếu như mình nó quá nặng, nó có những cái hoặc là thuốc men hoặc là cái cách nào đó ha. Nhưng mà riêng về bản thân mình thì chị nghĩ rằng là em phải suy nghĩ kỹ, dành thời gian suy nghĩ về bản thân mình. Mình phải thay đổi cái tư duy một chút, mình nhìn nhận mọi thứ nó thoáng hơn một chút. Ví dụ như chị quay lại cái chuyện em trầm cảm lúc nhỏ đi, có duyên mới gặp nhau ngày hôm nay thì mình cứ chia sẻ với nhau, đó là một cái có như ba người bạn mình ngồi nói chuyện vậy đó. Ví dụ như em nghĩ rằng là mình bất hạnh khi mà mẹ cho mẹ mình bỏ mình đi ha, tuổi thơ mình không có được đầy đủ có tình cảm cha mẹ. Nhưng bây giờ em nghĩ thoáng hơn, mình may mắn mình có được tới hai người mẹ, có hai gia đình. Dạ đúng rồi. Một người sinh mình ra, một người nuôi mình lớn lên, mình hơn người khác. Dạ đúng rồi, cảm xúc là do mình thôi. Nói chung là tất cả mọi người không có trách nhiệm với cái cảm xúc của mình. Chính xác. Còn mình nghĩ như thế nào là cái việc của mình. Nhưng nói được là một chuyện, chị nói dữ lắm, ngày nào làm cũng nói. Nhưng mà khi vấn đề một mình á, hãy bỏ thời gian suy nghĩ về những điều mình nói. Dạ. Xem mình cảm nhận được và mình hiểu được và mình thực hành được bao nhiêu cái điều mình nói. Những người mà nói thật nhiều, lưu loát, năng động, vui vẻ, mà những người là trầm cảm stress nặng. Ngay cả con cái, hay là em nói là em trầm cảm sau sinh. Ví dụ chị nói về em suy nghĩ về vấn đề mình bất hạnh quá, mình chồng mình đánh mình, ai này kia, 1 tỷ người còn khổ hơn mình nữa em. Dạ đúng rồi. Chị cũng chồng bỏ lúc mới sanh con. Tức chứ, tôi trẻ đẹp, xinh xắn, gia đình có điều kiện, tại sao chồng tôi bỏ? Đúng không? Mỗi người một câu chuyện và một hoàn cảnh. Đúng rồi. Ai trong cuộc mới biết, nhưng mà mình phải chấp nhận. Bây giờ mình thất bại, dù mình đây có hôn nhân rồi, nhưng mình cũng đừng hối hận về chuyện mình đã làm. Mỗi thứ đó đều có giá trị trong cái thời điểm đó. Ít ra giờ mình có đứa con, đó là cái hạnh phúc. Chị rất hạnh phúc, chứ chị không có gì thấy xấu hổ về em cũng vậy. Đó là cái mình cỡ tự mở thắt nút cho mình. Đúng rồi.
trên thế giới này người phụ nữ nào cũng mong muốn được sinh, được làm mẹ. Thế tại sao mình không hạnh phúc sau sinh mà mình lại trầm cảm sau sinh? Gần đây á, em thì cũng không có nhiều bạn bè để chia sẻ, nhưng mà em chịu đọc sách. Mình phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không có ai cứu được mình trừ khi là mình tự cứu lấy mình. Dạ đúng rồi. Đừng dựa dẫm vào ai cả. Dạ, yêu nhau, gặp nhau là để chia sẻ, để hỗ trợ nhau, để cùng phát triển. Muốn về chung một nhà để cùng xây dựng một cái tổ ấm là cả hai cùng phải tự nguyện. Dạ, đúng không rồi. Ai ép buộc ai, không ai có trách nhiệm phải chăm sóc lo lắng cho cuộc đời của ai cả. Dạ, đúng nghĩ rồi. Được như vậy thì mình sẽ thoáng hơn. Dạ, đúng đó rồi. Là những cái lời mà có duyên gặp thì chị chia sẻ với em. Tại vì theo em mà nếu mà mình ở với ba mẹ mình không được làm công chúa thì chắc chắn mình phải tự làm nữ hoàng, chứ không thể nào mình phải sống theo kiểu là mình nương tựa ai hay vấn đề gì. Rồi ok, cảm ơn. Rồi bây giờ mời hai bạn mỗi người bóc một lá nha. Mình sẽ nói một cái quan điểm của mình trong cái chương trình này để xem mình có thể chia sẻ được với nhau nhiều hơn không. Đọc lớn lên chị nghe coi. Bạn nam hãy xin phép bạn gái nắm tay và nói lời chân thành. Rồi, hai bạn cứ ngồi đó đi, nắm tay qua cánh cửa trái tim này cũng được. Và nhìn nhau 30 giây, mỗi người nói với nhau một cái điều gì đó mình đang suy nghĩ, mình chân thành nhất mình nói với nhau thôi. Nhìn nhau nhé. Rất là vui thì hôm nay gặp được em trong cái chương trình Anh Hẹn Anh Chưa. Qua câu chuyện của em chia sẻ, anh cũng mong em là luôn luôn phải trân trọng cái sức khỏe của mình này, cái bản thân mình, để mình cố gắng mình phấn đấu trong cuộc sống sau này và hiện tại và tương lai. Bởi vì mình cũng rất là vui khi mà được cha mẹ sinh ra để thành một cái hình hài, để thành một con người, và mình cũng may mắn hơn nhiều người. Tức là nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình cũng có thể là hơn tí. Thì cố gắng làm sao tự tạo cho mình cái cuộc sống vui vẻ, rồi tự tạo cho mình một cái gì đó để mình hướng tới cái tương lai, cái hiện tại và tương lai sau này. Chứ còn nhiều, anh không muốn nói nhiều hơn nữa. Biết đâu mình sẽ còn có nhiều thời gian để nói nhiều hơn. Rồi em gái nói đi chứ. Em suy nghĩ như thế nào nè? Cảm xúc của em thì nói chung là em rất là hào hoáng, em suy nghĩ rất là vui vẻ, em rất là năng động, cho nên là em thấy vui vì em biết được thêm một người bạn, rồi em cũng vui vì em gặp được chị. Rồi giờ em đọc cái của mình coi nói gì trong đó nè. Hai bạn suy nghĩ như thế nào về tính sở hữu đối phương trong tình yêu? Đối với em thì là không cần sở hữu. Tại vì thứ nhất, đối với em một mối tình không cần phải lúc nào cũng nhắn tin, lúc nào cũng gọi điện. Nhưng mà quan trọng là người đó lúc nào cũng đứng ở điểm đó và đợi mình. Nhớ nha, ảnh thầy giáo đó, có những cái lời chia sẻ rất hay đó. Dạ. Ảnh có quan tâm và lắng nghe những gì em nói đó. Và chị cũng rất là thương, rất là xúc động. Chị thương phụ nữ mà. Cho dạ. nên là mạnh mẽ lên. Dạ. Đừng cố tạo cho mình cái vỏ bọc. Nếu như mình cảm thấy mình mệt mỏi quá, mình buồn bã quá, chị không nổi, nên tìm một người thân để tâm sự. Không nên giữ những cái điều gì đó trong lòng quá lâu, rồi có những cái suy nghĩ nó tiêu cực và không được. Nhớ nha, em rất là dễ xúc động, một con người rất là nhiều cảm xúc nha. Rồi, em nghĩ như thế nào về cái câu hỏi đó? Trong cuộc sống hoặc là trong tình cảm thì con người ta thì ai cũng muốn có cái lòng tham. Tham có một cái gọi là muốn sở hữu về bản thân mình. Nhưng mà cái sở hữu trong tình cảm thì nó cũng đúng một phần và nó cũng có thể là chưa đúng. Bởi vì ai cũng muốn sở hữu cái tình yêu đó là tình yêu của mình trọn vẹn và đi mãi mãi với mình hết cuộc đời này. Sở hữu đó không phải là kiểm soát. Mà sở hữu là mình khao khát, mong muốn được đi bên cạnh nhau một thời gian dài. Mình hiểu, mình không muốn đối phương có những cái gì đó mà giấu giếm mình. Tất cả mọi thứ đều là chia sẻ. Chia sẻ được với nhau hết, đồng cảm với nhau hết. Thì đó cũng là một cái sự sở hữu, ví dụ vậy. Sở hữu về cái tinh thần trong lòng mình nghĩ người yêu đó, người vợ này chỉ là của mình, người vợ này trong lòng chỉ có một mình. Chứ bây giờ đâu phải kiểm soát là sở hữu được đâu em. Sai. Đúng không? Tình nguyện mới là sở hữu nhau được, chứ không có ai mà sở hữu nhau được. Nói chung là cái gì của mình là của mình. Chính xác, thoáng đi. Lạc mềm sẽ buộc chặt. Rồi, cảm ơn các bạn đã chia sẻ rất nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và đến lúc là chúng ta phải đưa ra quyết định. Chị Tường nhắc lại là mình, chị chỉ cho các bạn cái cơ hội gặp nhau thôi. Dạ. Chứ còn mọi thứ, cái nhân duyên của mình là mình phải tự quyết. Các bạn đều là những người đã trưởng thành, đã có cái đổ vỡ trong hôn nhân, các bạn sẽ thận trọng hơn, chín chắn hơn. Nhưng mà nếu thật sự mình cảm thấy là cái đối phương có thể là một cái gì đó nó tiềm năng, mình có thể muốn cho một cái chút thời gian nữa tìm hiểu nhau kỹ hơn, thì mình cho mình cái cơ hội thì cứ bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận là cái người này không phù hợp với cái tiêu chí hoặc cái mong muốn, cái khát khao của mình, thì mình có quyền từ chối. Không có vì lịch sự hay gì mà mình bấm nút. Có rung động
có muốn tìm hiểu mới bấm, còn không thì có quyền không bấm. Đó là tiêu chí của chương trình nhé. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì bắt đầu đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, tôi thót tim với hai cái con người này. Khó lắm. Khó lắm phải không thầy? Tại sao mình không bấm, không cho mình cơ hội? Thì không biết nói gì, nói gì nữa. Chưa có rung động. Hay do là chiều cao không tương xứng, hay là do cái quan điểm gì đó đó chưa phù hợp nhau? Mỗi phần có một cái chị. Thế còn em gái, mình năng động như vậy, mình thoải mái như vậy, sao mình không cho mình một cơ hội? Tại vì em sẽ xét theo quan điểm là em sẽ nhìn vào khi người ta nói chuyện với mình thì mình sẽ nhìn được như thế nào. Tại vì khi mà em bán hàng cũng vậy, gặp khách hàng em sẽ biết khách hàng nào tiềm năng, khách hàng nào không tiềm năng. Vậy là mình thấy cái này không tiềm năng đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn ha. Rồi mời hai bạn đứng lên. Bạn em muốn quà làm kỷ niệm nha. Dạ. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, gửi tặng em gái món quà của chương trình nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị ạ. Gửi tặng cho hai bạn cái món quà đó là WeWell NoniQ, là nước uống thuần thảo dược giúp nhuận tràng và tăng cường tiêu hóa. Thật sự là hôm nay hai bạn không bấm nút hẹn hò với nhau. Tường thì chỉ có một chút hơi buồn, hơi tiếc nuối thôi. Tại vì chị cũng là một người từng trải. Khi mà chị thấy hai em chia sẻ câu chuyện thì chị cũng có cảm giác có vẻ như là cũng không hòa hợp với nhau lắm. Đó là thật sự. Chứ chị không phải làm mai là chị hối, chị đợi đắp người ta bấm nút đâu. Rõ ràng là chị thấy có thể là trên hồ sơ mình đăng ký thì thấy có vẻ là phù hợp, nhưng khi trò chuyện trực tiếp thì chị thấy là nó còn một thiếu một cái gì đó, nó chưa có hợp với nhau được. Thì hôm nay thôi, vậy là chị Tường sorry hai bạn không có hoàn thành được cái trách nhiệm của mình, nhưng mà chị Tường chúc cho hai bạn sức khỏe nè, những cái thành công trong công việc. Rồi, cảm ơn và chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn thầy luôn nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.